Hey anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với Hà Nội Công Tơ. Và như thường lệ, mình, Vinh Tokuda của mình đã quay trở lại. Chắc là ở thời gian trước khi mà anh em bỏ tiền ra để mà đầu tư SSD để phục vụ cài Win cũng như cài phần mềm ấy, thì như mình đang là dùng một con SSD để cài game và một con SSD để cài Win, thì cái việc bỏ ra một số tiền có thể nói là khá khá để có thể đáp ứng được cái nhu cầu sử dụng mượt mà dữ liệu các thứ. Thì ở thời điểm hiện tại, khi mà các hãng đã chạy đua nhau về vấn đề giá cả để có thể cạnh tranh hơn trên thị trường, thì cái giá thành của con SSD đã được giảm khá là nhiều. Cụ thể ở một cái động thái rõ ràng nhất là ở băng thông X4 trên NVMe đã được cắt giảm xuống chỉ còn là X2 để có một tốc độ vẫn đủ nhanh và giá thành thì giảm đi rất là nhiều. Và ở thời điểm hiện tại, cái cuộc đua này nó đã kiểu khô máu hơn rất là nhiều khi mà anh em có thể mua một con NVMe X4 với giá chỉ bằng những con X2 như ngày xưa. Và trên tay mình là một con SSD khá là mới ở thời điểm hiện tại, có tên là KC2500. Và đây là một con SSD X4, có băng thông X4. Và giá của nó thì chỉ bằng những con X2 ngày xưa thôi. Và trong video này hãy cùng mình tìm hiểu thêm về con SSD này. Đầu tiên đến với thông số kỹ thuật thì KC2500 có 4 mức dung lượng, bao gồm là 250GB, 500GB, 1T và 2T, với tốc độ đọc tối đa là 3500m/s và ghi tối đa là 2900m/s ở trên phiên bản là 2T. Còn ở trên phiên bản là 250GB mà mình review hôm nay thì tốc độ đọc vẫn rất là lớn ở mức 3500m/s, nhưng tốc độ ghi thì chỉ có 1200m/s mà thôi. Ngoài ra thì tuổi thọ của ổ cứng hay viết tắt là TDBW cũng dao động khá lớn, từ 150 ở phiên bản là 250GB và tới tận 1200 ở phiên bản 2T. Nói một cách dễ hiểu hơn thì với phiên bản tuổi thọ thấp nhất là 250GB thì các bạn sẽ tốn khoảng 5 năm dùng liên tục, mỗi ngày ghi 80GB dữ liệu thì nó mới đến cái giới hạn của nó. Con số lần lượt tăng lên là 160GB, 320GB và 650GB mỗi ngày ở các phiên bản còn lại. Nếu như dựa theo cái con số tuổi thọ này thì nó khá là thoải mái và vô cùng đủ nếu như các bạn sử dụng cho mục đích chơi game hay là làm các cái công việc bình thường. Còn nếu như để dựng những cái project lớn hơn 100GB hàng ngày hay liên tục sao lưu dữ liệu trên các phiên bản 1T hay 2T thì nó sẽ hợp lý hơn, bởi cái tuổi thọ của nó cũng cao hơn rất là nhiều. So với những chiếc SSD Kingston A2000 cũ sử dụng giao thức NVMe X2 thì KC2500 có tốc độ tốt hơn khá là nhiều, đặc biệt là ở tốc độ đọc. Nhưng cũng chính vì thế mà giá thành của KC2500 nhỉnh hơn khá khá, từ mức 1.799.000 cho phiên bản 250GB tới 5.100.000 cho phiên bản 1T, còn bản 2T ở Việt Nam thì mình chưa thấy nên cũng không biết giá ra làm sao. Tính trung bình thì mức giá này đắt khoảng gấp rưỡi so với phiên bản giá rẻ là A2000. Do sử dụng cổng kết nối NVMe tiêu chuẩn nên là kích thước luôn là cái điểm mạnh của những chiếc SSD này. Về cơ bản thì chúng ta vẫn có một cái chiều dài rộng tiêu chuẩn. Toàn bộ bo mạch được sơn đen toàn bộ nên nhìn nó sẽ kém độ hơn khi gắn lên mainboard. Kingston sử dụng một chiếc tem dán lên bề mặt SSD bao gồm tên sản phẩm, dung lượng cũng như series. Và giống như ở trên các sản phẩm khác, khi mà anh em bóc tem ra thì nó sẽ mất bảo hành. Và ở hiện tại thì với năm 2020 rồi thì cái việc dán những cái tem này thì thực chất là nó không cần thiết nữa theo như mình. Và có thể chúng ta có thể xem xét dán vào đằng sau với những cái tem nhỏ hơn hay gọn hơn, hoặc là ở đằng trước thì chỉ nên in series mà thôi. Và đấy, các bạn nhìn đây, nó rất là tều. Sau khi đi qua toàn bộ những điểm chính của con SSD này thì chúng ta sẽ đến với một phần benchmark để xem là liệu nó có xứng đáng với số tiền mà anh em bỏ ra không. Qua 3 bài test thì chúng ta có thể thấy cái tốc độ của KC2500 chính xác với những gì mà Kingston đã công bố, và thực sự thì nó rất là nhanh. Nhưng cái sự nhanh này nó chưa được hữu dụng cho lắm khi mà cái thời gian load game trên KC2500 và A2000 là bằng nhau, do cái ảnh hưởng bởi rất nhiều các linh kiện khác nhau bao gồm cả CPU và RAM chứ không đơn thuần chỉ là SSD. Nhưng mà ở tác vụ yêu cầu việc truy xuất dữ liệu liên tục là ở trên Adobe Premiere thì cái sự khác biệt của nó mới thực sự là rõ ràng. Đặc biệt là ở trong phần export, tức là xuất file, thì Kingston KC2500 cho kết quả nó vượt trội luôn. Bởi cái công đoạn này ổ cứng mới thực sự là sử dụng rất là nhiều, chủ yếu là phân đoạn cuối cùng là ghi file vào ổ cứng. Nhìn chung thì Kingston KC2500 là rất tốt, nhưng mà nó có phù hợp cho các bạn hay không thì tùy thuộc vào công việc mà các bạn muốn nó xử lý. Nếu kinh phí các bạn đủ để đáp ứng và ưu tiên xử lý những công việc liên quan đến tốc độ đọc ghi hay là sao lưu file hay là dựng và sản xuất video liên tục thì KC2500 là một sản phẩm rất là tốt. Nhưng mà nếu nhu cầu của các bạn chỉ là cài đặt và chơi game cho nó mượt mà hơn thì việc đầu tư SSD có lẽ là để dành sau. Bởi vì cái sự khác biệt của nó là cực kỳ khó có thể nhận ra so với chiếc Kingston A2000 mà sử dụng cái giao tiếp là PCIe 3.0x2. Và ở thời điểm hiện tại thì mình nghĩ là khá là hợp lý để mà anh em có thể mua cũng như sở hữu cho mình những chiếc SSD có cái băng thông và tốc độ cao như thế này. Và đương nhiên là như mình vẫn đã nói bên trên, thì ở thời điểm hiện tại anh em chưa thể nào mà có thể phát hiện ra được
cũng như là thấy được cái sự khác biệt rõ rệt trên những con SSD này. Nhưng mà ở thời gian 1-2 năm tới thì chưa chắc, khi mà công nghệ nó đã phát triển, đã và đang được phát triển một cách chóng mặt như thời điểm hiện tại. Và bên trên thì là tất cả những gì về con SSD này, và anh em thấy sao về nó, về mức giá cũng như tốc độ của nó có xứng đáng với giá tiền mà anh em bỏ ra hay là không, thì hãy để lại bình luận ở phía dưới. Ngoài ra thì đừng quên bấm like để ủng hộ chúng mình, và cũng như là đừng quên bấm subscribe để cái chuông nhỏ nhỏ để có thể theo dõi những video mới nhất. Và bây giờ thì cũng hết video rồi. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những số video tiếp theo. Mình là Vinh Tô Cô Đạt.